Đây là cái hộp của cái bạn Mỹ Duyên nha, Nguyễn Thị Mỹ Duyên nè anh em, ở Châu Phú An Giang, Thạnh Trung Châu Phú An Giang gửi tới mình này, từ Phúc này. Thì đó là cái A71 nha, và cái bị cái bệnh là liệt, nó bị chạm phím volume, bật nguồn lên nó sẽ báo một cái dòng chữ Trung Quốc này, là tiếng Anh Trung Quốc với lại Việt Nam, nói chung là một cái dòng chữ như reset máy vậy nè. Thì mình cũng mới nhận ngày, cái đó là ngày 23 tháng 4 này, 23 tháng 4 là đã tới cái chỗ của nó, cái bưu điện. Nhưng mà thực sự mới có giao mình là bữa nay là 28, nó giao mình bữa 26. Nó giao mình ngày 26 là mình mới nhận được cái máy này nha. Mình có cái tên của mình này, bên bưu điện ha, 26 mới giao cho mình mới nhận đây. Mà bạn Duyên lại lên trên kênh của mình lại comment là tốt khoe xấu chê, rồi máy mình sao không sửa. Thì mình rảnh là bây giờ mình mới làm được nha. Bữa nay ngày 28 thì nói chung là trễ 2 ngày, thì mình làm xong mình sẽ gửi lại cho bạn ha. Bạn yên tâm nha, chứ mình đâu có suy nghĩ gì đâu mà bạn nói vậy. Mình nhận là mình sẽ làm lại cho bạn này. Cái máy này mua cũng lâu rồi, mua hôm tháng 12 nha, mua hôm tháng 12 này, mua hôm tháng 12 năm 2020. Tới thời điểm bây giờ là cũng đã mấy tháng rồi nè, 4 tháng rồi ha. Và giờ nó lại bị cái nút nguồn, thì mình để mình tiến hành mình kiểm tra coi nút nguồn này ok này. Mình sẽ kiểm tra thử nó có bị chạm lúc nào, xử lý cho bạn luôn nha. Bạn xem clip này thì cứ nhìn thấy là cái máy của bạn là đang được sửa nha, và chuẩn bị gửi cho bạn ha, yên tâm. Mấy anh em mà cứ nóng quá, máy chưa kịp gì hết. Tự mình việc cũng rất là nhiều việc anh em. Thực sự một ngày mình nhận máy như thế này đó, bê màn hình này, rồi mất nguồn này, các kiểu, nhận rất là nhiều máy, Realme, bê kính F, rồi tiếp một con Oppo A3s, bê kính nữa, bê màn hình, thay màn hình nữa. Một ngày nhận tới tầm 7-8 cái máy anh em, sửa không kịp luôn, thực sự là anh em thông cảm ha. Cứ từ từ, mình giải quyết từ từ là mình gửi đi cho anh em hết. Còn có nhiều anh em mà đến là tầm 1-2 tuần á, mà chưa gói thì phải alo liền cho mình nha. Chỉ nhiều trường hợp là bị lạc nha anh em, lạc máy luôn nha. Rồi, để mình tiến hành mình test lại cái nguồn, cái máy này còn ring luôn á. Tiến hành mình đo thông mạch thử nha anh em. Đây là phím volume này, bị chạm này anh em, không bấm nó cũng báo chuông luôn. Trường hợp là chạm phím volume này ha. Rồi mình sẽ xử lý nha. Hết nha anh em, ok nha. Rồi, máy của bạn Duyên là hư rất là nhẹ, chỉ chạm phím volume thôi. Cái bình này là đáng lẽ mình sửa mình lấy tiền nếu mà những khách gần, nhưng mà bạn ở xa thì mình sẽ hỗ trợ làm miễn phí cho bạn nha.
mình hỗ trợ bạn về trả tiền ship là xong, mình hỗ trợ cho bạn không lấy tiền là bạn nha. Dù là mấy đại qua 4 tháng rồi nha anh em, đã qua 4 tháng rồi, bệnh rất là nhẹ, không có gì phải lo lắng hết. Hỗ trợ cho bạn cái con máy này, không có gì, mình vệ sinh tí thì nó tốn công mình tí thôi chứ không có gì là phải lấy tiền sửa gì trong đây hết. Đó, chuẩn không? Bạn Dương có phải cái máy của bạn không? Đó, ok nha. Chạm đúng một cái nút volume trừ mà máy của bạn nó là tưởng như hư nặng nhưng không phải nha. Rất là nhẹ, chức năng cảm ứng ok hết. Rồi, ngày mai mình sẽ gửi lại cái máy này cho bạn nha. Nhận được máy thì nhớ báo mình một tiếng nha. Làm giùm bạn máy này ha, không tính tiền công. Đây, volume trừ cộng rất là nhẹ nha. Bấm rất là nhẹ nha bạn, dù mới sửa xong nhưng mà rất là nhẹ, không vấn đề hết nha. Rồi thằng ấy chào anh em, đã rất cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi clip tới thời điểm bây giờ. Chào anh em, hẹn anh em ở những clip tiếp theo. Và nhớ ủng hộ mình bằng cách like, comment video cũng như là mua máy ủng hộ mình nha. Chào cả nhà.